Đây sẽ là một clip nói lên nỗi lòng của những người đam mê, những người yêu chó thật sự và đang làm công việc chăn nuôi chó giống như mình. Mình biết rằng ở xã hội ngoài kia có rất nhiều người ghét cái thể loại gọi là dân buôn chó hay là nuôi chó chỉ vì mục đích kinh doanh. Mọi người nghĩ là nó chỉ là cái công cụ để giúp bọn mình gọi là kiếm tiền, kiếm thu nhập thôi, còn chẳng gọi là yêu thương gì đâu để tồn tại được cái nghề này. Theo như quan điểm của mình và theo như cái cách mình sống thì yêu không mà nó chưa đủ anh em ạ. Mà đôi khi nó gọi là đam mê luôn đấy. Mà thật sự anh em, cái đam mê này nó nhiều khi nó cay đắng vô cùng luôn đấy. Từ khi bắt đầu làm cái nghề này đến giờ phút này, có lẽ đây là cái lần mà mình bị thiệt hại nhiều tiền nhất. Đợt này thì cũng có rất nhiều anh em tin tưởng hỏi mua của bên mình, nhưng mà mình đều trả lời mọi người là bên mình hết cún để bán. Tuy nhiên thì không phải vậy anh em ạ. Đợt này thì toàn bộ cún bên mình, thứ nhất là cún nhập lại từ các trại nhân giống, và thứ hai nữa là những bé cún mà bên mình có tự gây ra được thì đều đang bị bravo hết anh em ạ. Nguyên nhân gây bệnh thì nó đến từ một đàn cún mà mình có nhập lại từ bên trại hợp tác nhân giống. Còn cái mức độ lây lan và cách lây lan của nó, thật sự đến giờ phút này thì mình vẫn không thể lường trước được anh em ạ. Chi tiết thế nào, cụ thể ra sao thì mình sẽ chia sẻ với anh em ở clip sau. Xét về thiệt hại, những gì mình đã mất thì cho đến giờ phút này mình ra đi là hai đàn tinh cấp gồm có 5 nhóc, trung bình những lóc đó thì mỗi nhóc có giá trị khoảng 10 củ, cộng thêm vào đó là 7 nhóc nữa mình có mua lại từ các trại hợp tác nhân giống. Hiểu về bệnh, hiểu về mức độ lây lan nguy hiểm của nó, thế nên là ngay từ đầu, kể cả những bé cún chờ bị hay là những cún chưa bị, nhốt cạnh bé cún bị bệnh thì mình mang hết toàn bộ ra bác sĩ thú y. Mang ra thú y chính là cái phương án tốt nhất cho lúc này rồi, bởi vì nếu như mình có để các bé ở nhà thì cũng chưa chắc mình có thể tự chữa được cho các bé. Và thứ hai nữa, mầm bệnh trong nhà thì cái mức độ bùng dịch nó cũng sẽ cao hơn như này rất là nhiều. Đến lúc này rồi thì có cứu được các bé không, nó lại phụ thuộc vào việc là các bé được tiêm phòng với mũi vaccine, khả năng chống chọi với bệnh tật của các bé ra sao. Và một cái điều hiển nhiên là cho dù chúng ta có cứu được các bé hay là không cứu được các bé thì chúng ta vẫn sẽ phải mất tiền cho bác sĩ thú y. Chăn nuôi là thế đấy anh em, những cái chuồng này bây giờ thì không thể dọn dẹp ở mức độ bình thường nữa rồi, cọ rửa xà phòng các thứ để nó sạch sẽ. Bây giờ chuồng trại thì mình sẽ tiến hành mang ở đây để phơi nắng sát khuẩn. Mình không đem những cái mình biết chắc rằng những cái con chó đấy khi mà mình bàn giao cho người khác thì về mọi người khác cũng sẽ gặp vào cái tình trạng như mình. Đấy, bản thân của mình, lương tâm nghề nghiệp của mình nó không cho phép mình làm như vậy em ạ. Thứ nhất thì nó vẫn là con cún của mình, nên là mình vẫn phải có trách nhiệm là bằng mọi giá phải cứu nó. Và cứu được hay không thì nhiều khi nó số rơi anh em ạ, cũng rất là buồn. Nhiều khi cũng mà tự an ủi thôi. Đấy, bây giờ mọi chuyện thì cũng đã rồi, đen đủi lúc này. Đấy, ông trời có mắt, mình không làm những việc gì thất đức, mình không làm hại bao giờ cả. Anh em nào mà vẫn còn ghét dân chăm chó nữa thì né mình ra nha, đừng có ghét mình nha.